Tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Tý, mưu sự đang ở độ chính thêm phần nhẹ nhàng. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của tuổi Tý cho biết, tháng mới bảo hiệu rất nhiều tin tức tích cực cũng như độ chính mươi của các kế hoạch mưu cầu công danh, chức vụ đối với những chủ ruột bản mệnh dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Cục diện tam hội và nguyệt lệnh lâm quan che chở cho con đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh vô cùng rộng mở. Nhờ đó người tuổi tỷ sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh, sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn với thái độ tích cực, lạc quan sẽ giúp cho con giáp này giải quyết một số khó khăn, thử thách. Dù vậy, thời điểm cuối năm cận kề, sức cạnh tranh sẽ có xu hướng gia tăng, do đó bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý tới những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những khó khăn, thử thách có thể nảy sinh. Về phần tài lộc, tháng nay những chủ chuột nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu, giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Dù vẫn có khả năng kiếm tiền và cũng có nhận được những khoản thu nhỏ, xong con giáp này phải thường xuyên chi tiêu quá nhiều cho cuộc sống cũng khiến cho tài khí của bạn dễ bị hao hụt. Tháng nay, người tuổi tỷ độc thân có đào hoa chiếu mệnh nên hứa hẹn nhiều cơ hội tốt đẹp, nên tận dụng cơ hội này để sớm tìm được người trùng đường trùng lõi. Với các cặp đôi vận trình tình cảm bước sang tháng 10 âm lịch dần đi vào giai đoạn ổn định hơn tháng trước, đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi hiểu lầm. Sức khỏe của người tuổi tỷ nhìn chung không có nghi ngại nào cần phải lo lắng, chỉ cần những chú chuột chú ý duy trì lõi sống sinh hoạt điều độ, đầy đủ dinh dưỡng thì sẽ đẩy lùi được mọi bệnh tật, cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy sức sống xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi tỷ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng quỷ hại đối với con giáp người tuổi tỷ đang nhận rất nhiều sự hậu thuẫn từ phận khí, từ cục diện tạm hội đứng bóng lại thêm nguyệt lệnh lâm quan bảo vệ độ chính của các kế hoạch mưu cầu công danh chức vụ hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh trong tháng quý hợi người tuổi tý có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc có những bước tiến triển khả quan thái độ làm việc hằng hải và nghiêm túc giúp cho bạn gặt hải được những thành tích đáng nể đa phần thời điểm này người tuổi tý cảm thấy vô cùng bình tĩnh, sản xuất trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Chỉnh thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp bạn giải quyết mọi khó khăn trong tháng mới. Hơn nữa, bạn đã đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thể mà tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích trong mọi tình huống hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc hạn chế nhờ vả hay giao phó cho người khác để hạn chế những lỗi sai lầm mà bạn không nắm được điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn dù vậy thời điểm cuối năm đã cận kề sức cạnh tranh cũng như khỏi lượng công việc sẽ có xu hướng gia tăng Do đó, bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý tới nhận thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh. Nhất là với những người đang có tham vọng thay đổi vị trí chức vụ, người tuổi tỷ sẽ có được sự kèn cựa so bì với đồng nghiệp cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác với người khác, người tuổi tỷ rất quan tâm tới địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm trọn vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu bạn luôn ở trong trạng thái này, nó sẽ khơi dậy tính cạnh tranh của người khác. Điều này sẽ dẫn tới những mâu thuẫn gây gắt hơn ở nơi làm việc. Do đó bạn cần chuỗi hơn tới cách hành xử, nếu không rất dễ gặp rắc rối trong các mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp, thậm chí bạn có thể vì điều này mà trở thành người bị cô lập trong tập thể. Nhìn chung, trong tháng 10 âm lịch này, người tụ tỷ có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần bạn giữ thái độ tích cực, niềm tin vững vàng, bạn sẽ có thể vượt qua khó khăn, đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của bạn. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng mới, phương diện tài lộc của người tuổi tỷ có sự thăng trầm Mặc dù sự nghiệp của con giáp này sẽ rất suôn sẻ vào tháng 10 âm lịch và bạn có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình. Nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống, trật vật vẫn rất cao. Ban đầu tài vận tháng có nhiều khởi sắc, chính tài và thử tài đều có dấu hiệu tăng, sự nghiệp phát triển, không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán. Tâm hội hứa hẹn sẽ là một tháng khách hàng gia tăng lợi nhuận đổ về. Các mỗi hợp tác cũ mới đều diễn ra xuân sẻ giúp bạn có thể yên tâm. Tuy nhiên, bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thâm hụt tài chính và tiêu tổn các khoản tiền không đâu Nhất là khi điềm bảo tử vi cho thấy tháng này những chú chuột có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mỗi làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi tỷ không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới chất lượng của bạn. Thậm chí, có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần do đó bản mệnh nên chú ý hơn tới chi tiêu sinh hoạt của bản thân tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân nếu không chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của bạn đồng thời còn giáp ngư tuổi tỷ cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập cho mình. Ví dụ, bạn có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án cỏ triển vọng hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để gia tăng nguồn tiền cho mình. Nhưng hãy nhớ, đừng lao đầu vào đầu tư một cách mù quáng. hãy quyết định có nên đầu tư hay không nên dựa vào tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của bạn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo về phương diện tình cảm, nhờ cỏ sao bách việt chủ đào hoa xuất hiện, hứa hẹn nhiều cơ hội tình duyên tốt đẹp cho những chú chuột còn độc thân. Nhân duyên đường lúc phượng, không lo không tìm được một nửa phù hợp cho mình. Sức hút tự nhiên của con giáp này được dịp lan tỏa mạnh mẽ, không ít người bị tấn công bởi sự vui vẻ tích cực từ phía bạn. Khả năng cao, bản mệnh sẽ được trải nghiệm sự lãng mạn bất ngờ trong tình yêu, một mối tình xét đánh chẳng hạn, rất đáng để mong chờ. Dù vậy, người tuổi tí cũng đừng quên bản mệnh vẫn là người có ảnh hưởng chính, cơ hội đến nhưng không chịu mở lòng đón nhận thì mọi thứ vẫn đâu vào đẩy, đừng nghĩ rằng cứ ngồi im thì tình yêu sẽ tự tìm đến với bản thân. Với các cặp đôi vận trình tình cảm tháng nay của hai bạn dần đi vào giai đoạn ổn định hơn tháng trước, đôi bên đã hóa giải được những hiểu lầm khúc mắc nhờ vậy mà cả hai không còn hài nghi hay hiểu lầm nhau nữa việc thường xuyên chia sẻ lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mỗi quan hệ bền lâu gia đạo an yên vợ chồng con cái hài hòa không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt tuy nhiên gia đình khó tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt khi xảy ra bất cứ vấn đề gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau không nên tòa tiễn trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà kẻo ảnh hưởng tới tinh thần của cả gia đình. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng này sức khỏe của người tuổi tỷ được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần lo lắng. Dù vậy, bạn vẫn cần chú ý tới chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt hơn đặc biệt với chế độ ăn uống người tuổi tỷ nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều ngoài ra bạn cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống hàng ngày đừng quên duy trì thái độ tích cực chủ động ứng phó với những áp lực thách thức trong cuộc sống cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỷ vào tháng 10 âm lịch năm quý mão 2023 như sau. Một tuổi mậu tỷ sinh năm 1948 mệnh hỏa, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, mưu cầu công danh, chức vụ thuận lợi, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến. Quý nhân phù trợ tuổi sậu, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 2 tuổi canh tỷ sinh năm 1960, mệnh thổ, nam sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết, cạnh tranh gia tăng nên cảnh giác chú ý tới những thay đổi xung quanh mình. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi sửu, tiểu nhân tuổi mão, tuổi mùi, màu sắc may mắn màu xám, màu bạc. 3. Tuổi nhâm tý sinh năm 1972, mệnh mộc, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, kiếm được tiền nhưng vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định. Quý nhân phù trợ tuổi hại, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 4. Tuổi giáp tỷ sinh năm 1984 mệnh kim, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, nhân duyên vượng có lợi cho người độc thân, gia đạo an yên, đàm ấm. Quý nhân phù trợ tuổi hại, tuổi xấu, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh dương. Năm, tuổi bính tỷ, sinh năm 1996, mệnh thủy, nam sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết. Cần chú ý tới chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mậu, màu sắc may mắn, màu vàng kim, màu ghi.